đêm mẹ phải cho bé bú cho nên mẹ phải thức đêm. Mẹ cực chứ, bố đâu cực, bố ít khi nào cực, bố toàn hả sướng không à, phụ nữ mới cực. Thế thì thích em đó, chỉ thích ngủ với em thôi, không thích ngủ riêng. Đó, ngủ với em để lo cho em á, giống như Phương chứ giống tôi. Đúng rồi, xấu quá. Mình dạy cho Destiny từ khi mà mẹ bắt đầu có em bé thứ hai trong bụng là mình sẽ nói cho bé biết vì sao phải có em bé thứ hai. Con nít bây giờ nó hay lắm nha, nó nhiều khi nó biết, nó hỏi là tại sao lại có em bé. Thì mình giải tại sao là có con bây giờ, tại sao phải có em, và em là ai và con là ai, quan hệ của con với em là gì, và tại sao con không được ngủ với ba mà con ngủ với mẹ. Thì con đã lớn rồi, như là tất cả đều phải dạy. Thực ra con nít là phải dạy sau 2 tuổi là phải dạy kỹ cái. Sau này con cái mình lớn lên mình nó thành công hay thất bại là do cha mẹ, nếu nó thất bại là lỗi cha mẹ. Chứ đừng trách rằng là ai trong đời số đẩy hay là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Cái đó chỉ là những câu mà nói trong những công chuyện ấy thôi, chứ còn con cái sau này mình thực